Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi có lấy đồ chơi mới giới thiệu các bạn. Tôi sẽ tập hợp nó. Đây là một cái gimbal chống rung, tay cầm chống rung, được sử dụng cho điện thoại di động. Nó là của công ty gì dùng Smooth V2. Sản phẩm là Smooth V2 được sản xuất năm 2018 và do công ty Guilin Yixin Information Technology Co. Limited sản xuất, và cái này là made in China, Việt Nam nhập khẩu. Tay cầm chống rung này đang thịnh hành ở thị trường Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ đặt hộp, các bạn cùng xem với tôi. Máy cũng nhỏ gọn lắm các bạn. Sản phẩm này mình mua từ Yixin. Dùng Smooth V2 Open. Đây, đây là tay còn nguyên siêu các bạn. Mình sẽ rọc rất là đạm tay các bạn, thì mới mình tự đặt hộp rất là đạm tay. Đây là cái hộp này mình sẽ dừng lại ha, dừng lại sử dụng. Đây là những cái thẻ hướng dẫn sử dụng gimbal. Đây, đây là những vật chính của chúng ta đây. Có giống không các bạn? Rồi, đi ra cái điện thoại này các bạn. Chắc chắn thì gắn này gắn như thế này, ok, để chốt lại. Tôi sẽ xem cái gì đây.
Okay, đi cầm các bạn. Sẽ đi cầm. Okay, rất là tiện lợi. Rồi, cổng sạc của USB Type-C nha các bạn. Bây giờ là mình đã đập hộp em ghi mồ này rồi.